Ở đây mà tuyên truyền nó vẫn là công an nó bắt đấy nhá. Còn trúng một cái số. À, thế là hôm mới nói thật luôn. Tôi mà nói sai tôi chết ở đây luôn. À. Kiểu hôm mới là cái đồng tiền đấy. Ở đây này linh lắm đấy, nói sai là chết rồi. Cái đồng tiền đấy là cô cho tôi 500.000. À thế hôm qua thấy cô em Lâm trà dép thế bảo hôm qua bỏ quần áo đây là ai lấy trộm hết của em à? Đúng rồi. Nhiều không chị? Mấy chục cái. À đây quần áo đây phải không? Sao mà những người có cái lòng tham như vậy thì làm sao mà đấy? Đi tới đây mà còn tham. Hôm qua bạn Lâm trà dép đấy bỏ quần áo ở đây để bán là không biết là để ở đây đêm qua là ai vào lấy hết của em ấy. Thế sáng nay thế em nói em biết mà. Người thoải mái mà tôi đến đây tôi không muốn về đâu. Đấy. Đó có anh em tu giúp bao nhiêu thấy cố gắng làm cho đất nước Việt Nam mình cho người ta là học theo 13 đạo đồ đà nhưng mà thầy nói là thôi các con ấy về đi. 13 hạnh chứ phải 13 đạo nhá. Con về nhà đi. Nói chuẩn là không qua nó bắt đấy. Đây nay gặp bạn Lâm trà dép này, mình là Lâm dâu gặp ngay bạn Lâm trà dép. Thế hôm qua bỏ áo bán đồ áo đây là lấy trộm hết à? Dạ, hôm qua em bỏ đây mấy chục cái em chạy về sáng lên làm thấy còn 3 cái. Đấy bạn nào mà lỡ cầm nhầm hay là lỡ sách thì mang trả lại ngay nhá, chứ trốn linh thiêng này mà trộm cắp là mệt lắm. Đây phải không? Áo đây phải không? Dạ dạ. Đấy hôm qua lấy hết được còn 3 cái. Đó này. Tham lam quá, người ta bán người ta có được lời lãi gì đâu. Một cái áo lời được 10 ngàn mà đỏ bỏ đây lấy người ta mấy chục cái chết không? Đây còn có 4 cái. Đây này các cô chị để nước nôi đây này đêm không sao? Còn 3 cái. Nhưng mà anh đến đây thì lúc nào? Anh vừa đến. À thôi đừng nói tầm bậy tầm bạ để chúng nó quay đưa lên là công an nó bắt đấy nhá. Ừ, bắt thì anh sợ thì anh theo Phật. Đấy, mình hạn chế nói những cái lời nó ấy nghe chưa? Đấy. Thế. Đúng rồi. Anh có vào thì về lại giữ ăn cơm. Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Dâu. Thì hôm nay lại bắt đầu vào cốc của thầy xem là mấy bác bảo là cái thùng rác ấy để bọc và ly lông. Đấy thì xem quang cảnh thế nào, do mấy ngày nay cũng đi làm thiện nguyện cũng không vào được cốc của thầy. Thì hôm nay mấy anh em lại xuống xem tình hình như thế nào. Bầu trời hôm nay rất là đẹp. Bầu trời rất là đẹp. À buổi chiều hôm nay rất là mát mẻ, không khí thì trong lành. Bây giờ đang là 4:30 nhỉ? 4:30 chiều. 4:30. Nhiệt độ đang thông báo là 32 độ C. Trên xe thông báo là chuẩn chứ đúng không? Đi vào xe vào trong chỗ kia đậu chứ nhỉ? Đậu đây luôn à? Rộng. À, mình đi bộ lên đúng không? Anh tưởng đi vào trong kia xong rồi mình đi bộ xuống cũng được. Rồi thì đi từ đây cũng được nhỉ? Quận 29 Hà Nội. Cầm con cầm cái bì ấy xuống bọc vào thùng rác. Để đi. Biển xe 47 và biển xe 29.
Đây là đầu vào cốc của thầy nhá. Hôm nay thì cũng có một biển xe 47 và biển xe 29. Khung cảnh xung quanh cốc nhà thầy. Đấy. Có mảnh đất bà con làm trồng lan rất là sạch đẹp. Đây là anh Ánh đấy, đang làm cái lối vào cho nhà em Thìn. Máy bê tông thì chở đây từ farm kia. Đây là một bạn YouTuber đang rất chịu khó làm đây. Ý là chỉ giải như vậy thôi anh. Thế thôi, lúc lấy cái sổ mình quét quét qua thôi, rồi đấy nó thôi. Được. Cái này mà chơi, sân. Nó này dày được 10 phân không? Không được không? Tầm chắc tầm 8 phân nhỉ? Ok. Ấy xong rồi bảo anh em thợ thuyền nó rửa cho sạch nhá. Anh ơi, làm xong chiều xong bảo mấy anh em rửa sạch cái cối cho cái nhá. Không nó bám vào. Anh ơi, đi xuống tóc anh ơi. Bán hoa quả hả? Bạn nay có bán được nhiều không? Sáng giờ sáng nay có đông khách không? À sao bảo sáng nay đông lắm. Ôi thơm thế nhở. Cái này bao nhiêu một ký? 70.000 một ký à? Sau này sau gì đây hả? À? Đầu ri à? Ri ri hay thái? À trái này thái hả? Cái này nó dùng hay là mày bắt? À nó tự dùng trên cây à? À nứt này. Thế nào? Ừ, thơm nha. Ừ. 70.000 ký à? Chôm chôm. Chôm chôm bán sao? À. Còn cái này bán sao? 20.000 ký à? Giờ chú đi xuống đi cốc rồi tí cho lên nhá. Đi, xuống cốc. Đi mầm. Anh ơi, à, đưa máy xuống bê tông xuống cho anh Ánh để trộn cái ít bê tông để làm cái con cái sân cho em Thìn, nhưng mà không làm hết, làm mỗi một đoạn đường từ cổng vào thôi, vì do mấy hôm bữa là trời mưa nhiều nên hôm nay nắng ráo thì mới kêu anh em xuống làm để cho đi cho sạch sẽ. À, các bác thấy buổi chiều yên bình quá, chim hót líu lọ luôn. Đất cái hình vuông này à, chân thầy đạp đất đấy, có thể là thầy ngủ ở dưới gốc cây hoặc nghĩa địa hoặc nghĩa địa hoặc nghĩa đất. Cái này hình vuông là tự thức đi mầm ơi. Thanh ơi, chú gọi cái này cái lót này. Đây bây giờ là mình lót vào trong này để cho đây con cởi ra. Rút ra. Lót này vào để cho mai đổ rác dễ.
Đó. Đi, rồi vào bên trong kia. Bên trong này thầy ở dưới. Bên trong đây là cái cốc của thầy. Vâng. Vâng. Chào anh, kê chào anh Dâu nhé. Ừ. Ok, chào anh em. Mát mẻ hả? Không gian mát mẻ. Chào các cô, các chú, các bác, anh nhá. Đây, làm này để cho các cô, các chú, các bác bỏ cái rác vào nó không dơ. Mai mốt mình đổ đi nữa. Đấy, mới tuần qua này đấy. Ôi giời, ăn hoa quả bỏ đây chết được không. Ui, cả mít luôn. Thế này rồi thì ai dọn đi. Mít ở đây rùng xuống á. Ở đây này có con mít chín này. Anh ơi, hộ em một tay cái giữ em đổ cái rác qua đây em bỏ trong này để mai người ta dọn nó dễ. Đây anh giữ em cái này cái. Có người đến đây là ý thức của chính là nó sạch sẽ ngay cái gì đó. Mấy khi đó. Mình đến có cái gì thì mình dọn lên chứ nó để gì. Bỏ vào đây. Mẹ ơi, dọn lên. Nhiều bỏ lọt rồi. Bỏ hết nha. Đó, ai bỏ vào đây nè. Đó. À, mấy cái bồ đề này bữa nay không biết có thấy không. Ôi nắng khô đấy em ơi. Cái này chắc về. Mấy bữa đang đề xuất để làm cái con đường đi vào đây không? Dạ vâng chị. Chị thấy em cũng muốn làm lắm nhưng mà chính quyền chưa cho làm bởi vì thời điểm này đang rất là nóng. Chị đâu đến? Chị hả? Chị ở Súp. À Súp à? Cách đây bao nhiêu cây gì? 200 cây. 200 cây à? Chị xuống đây bao nhiêu người? Chị đi. Đúng rồi đấy, em làm cái thùng rác này đây, ai có gì đi nữa bỏ nó sạch sẽ nhá. Khu vực dưới cốc của thầy vẫn rất là đông. Bà con khắp nơi vẫn về. Đấy, chôm chôm mấy bé mà ăn là bỏ trong vỏ viết là bỏ thùng rác nhá. Không được vứt rác ở đây nhá. À. Chị lên đây mấy người? Chị đi 6 người. À. Đi ô tô nhà luôn rồi chị. Buổi chiều hôm nay thì rất là mát mẻ, cũng rất nhiều quý Phật tử ở các nơi về cũng cập nhật cái tình hình ở dưới cốc cho cô chú bác anh chị cũng như các bạn biết được tình hình ở dưới cốc như vậy. Kiếm cây này á thì cây này thì đang nảy mầm đẹp rồi không sao, nhưng cây này phải kiếm ngay ấy mấy cái chai này ta tưới cho cây chứ thấy đất có vẻ nứt rồi này. À đất có vẻ nứt nẻ khô rồi. Ý ơi. À chị nha. Một bé dễ thương thế.
Đây đi xem có cái gì xuống hồ này mà múc nước lên mà tưới cho cây này. Đoạn này không còn gì rồi. Đây là khu vực hồ. Đấy. Chắc phải kiếm cái chai cái gì múc nước mà tưới. Tưới cho mấy cây nhá. Đấy, cũng cập nhật cái tình hình ở dưới cốc cho các bác biết là như vậy. Đúng rồi, đi nhiều quá nó mòn luôn. Mòn không lên nổi. Ông mà lấy làm gì vậy? Ông mà cắt có cái đầu không biết, không biết. Ông nói người kỳ. Ừ, giỏi quá, múa đi, múa đi. Ở đây mà tuyên truyền nó vẫn là công an nó bắt đấy nhá. Còn trúng một cái số. Thế là hôm mới nói thật luôn. Tôi mà nói sai thì chết ở đây luôn. Kiểu hôm mới là cái đồng tiền đấy. Ở đây này linh lắm đấy, nói sai là chết rồi. Cái đồng tiền đấy là cô cho tôi 500 nghìn. À thế hôm qua thế cu em cô em Lâm trả dép thì bảo hôm qua bỏ quần áo đây là ai lấy trộm hết của em à? Đúng rồi. Nhiều không chị? Mấy chục cái. À đây quần áo đây phải không? Ừ. Sao mà những người có cái lòng tham như vậy thì làm sao mà đấy? Đi tới đây mà còn tham. Hôm qua bạn Lâm trả dép đấy, bỏ quần áo ở đây để bán là không biết là để ở đây đêm qua là ai vào lấy hết của em ấy. Thế sáng nay thế em nói em biết mà. Người rất thoải mái lắm mà tôi đến đây tôi không muốn về đâu. Đấy. Báo cáo với anh em Thủ Đức Bình như thế, cố gắng làm cho đất nước Việt Nam mình cho người ta là học theo 13 đạo đồ đà, nhưng mà thầy nói là thôi các con ấy về đi. 13 hạnh chứ phải 13 đạo nhá. Con về nhà đi. Nói chuẩn mà không ngoan nó bắt đấy. Đây nay gặp bạn Lâm trà dép này, mình là Lâm Dâu gặp ngay bạn Lâm trà dép. Thế hôm qua bỏ áo bán đồ áo đây là lấy trộm hết à? Dạ, hôm em bỏ đây mấy chục cái mà em chạy về sáng lên là em thấy còn 3 cái. Đấy, bạn nào mà lỡ cầm nhầm hay là lỡ sách thì mang trả lại ngay nhé, chứ trốn linh thiêng này mà trộm cắp là mệt lắm. Đây phải không? Áo đây phải không? Dạ. Đấy, hôm qua lấy hết rồi còn 3 cái. Nó này. Tham lam quá, người ta bán người ta có được lời lãi gì đâu. Một cái áo lời được 10 ngàn mà đỏ bỏ lên lấy người ta mấy chục cái chết không? Đây còn có 4 cái. Đây này các cô chị để nước nôi đây thì đêm không sao. Còn 3 cái. Nhưng mà anh đến đây thì lúc nào? Anh vừa đến. À thôi đừng nói tầm bậy tầm bạ để chúng nó quay nó đưa lên là công an nó bắt đấy nhá. Ừ, bắt thì anh chạy thì anh theo Phật. Đấy, mình hạn chế nói những cái lời nó ấy nghe chưa? Đấy. Thế. Đúng rồi. Anh có vào thì về lại giữ ăn cơm. Đấy các bạn, rất nhiều người đến đây là tuyên truyền mê tín dị đoan, mệt mỏi lắm. Đúng rồi, nói không đúng là tầm bậy tầm bạ lắm, ở đây là mệt mỏi lắm. Khí hậu bên này chị thấy có mát không? Tuyệt vời nhỉ. À, đây có khác gì Đà Lạt đâu phải không? Anh đi ô tô nhà. À.
Ờ, xuống kia săn tin ngay có thầy bói nhanh. Thầy bói hả? Ờ. Đang mê tín dị đoan khổ. Ông này mà lằng nhằng là cho công an nó bế luôn. Mấy anh YouTube thì không biết gì là cứ quay mấy cái đó. Ô tô anh đậu ở trên à? Anh đậu ở trên. Thế tối ở đây hay là về luôn? Ở anh đã qua chỗ nhà cha thầy chưa? Chưa. À. Đây nhà cha thầy thì anh đi từ đây đi cua qua. Cụ lớn tuổi rồi vô lại. À đúng rồi, mình đến thì mình thấy nếu mà mở cổng mở cửa mà thấy ấy thì vào, mà nếu có vào thì vào ngồi khu ở dưới hậu sảnh ấy, khu dưới bếp có các cô các bác ở đây nói chuyện xíu cũng được. Hình như bà không biết nay về viện chưa, không biết. Bà đi viện. Vâng, bà đi viện mấy ngày. Thế hôm qua hôm kia em Thìn cũng nói là bà đỡ rồi. Chắc có khi là hôm nay cũng về viện ấy. Đấy, buổi chiều quý Phật tử các nơi vẫn cứ về rất là đông. Anh ở bên E Súp là nó thuộc Đắk Lắk nhỉ? Đắk Lắk á. À, qua đây mấy trăm cây chứ anh nhỉ? Qua đây là 2 trăm rưỡi. À. Vậy thì tầm này chắc đêm nay ở đây thôi chứ về gì tầm này? Về 2 tiếng à? À, chạy 2 tiếng hả? 2-3 tiếng. À, 2-3 tiếng thì vẫn kịp. Đó. Mưa trơn lắm chị ạ. Nhưng mà thôi mình đi vất vả một tí để mới trải nghiệm cái hạnh của thầy đúng không? Cái hạnh 13 hạnh đầu đà nó là. Thầy đi 6 năm trời cơ mà. Chị em mình đi này một xíu chứ mấy. Thầy nhá. Vẫn rất chi là đông. À bây giờ là tầm mấy giờ chị nhỉ? Rồi mấy giờ rồi? 4 giờ 50 rồi. À, nó là 5 giờ kém mà vẫn rất là đông. Rau mà. Khỏe à, anh đi cùng đoàn mình đây luôn à? À, em cũng. À. Em Thìn đi đâu vậy? Anh ơi, anh, trước khi nghỉ ấy cái bánh xe cho em cái không ông nói nhá. Bà cho mấy anh em rửa cái bánh xe với cái cối sạch sạch cho em cái không dính mai trả người ta. Anh ơi. Anh, ý là cái bánh xe kìa, xong đẩy ra, kêu mấy anh em làm, nó làm sạch sẽ đi. Đúng rồi. Làm cho sạch sẽ đi, rửa cối giếc cho nó ấy, làm bà còn thừa thì mai làm cho nó hết đi. À. À chị ơi, đi xuống dưới cốc cái hai cái thùng rác ở dưới cốc đầy lắm rồi. Mà chai nước không mà chị xuống chị dọn luôn cái nhá. Mình vừa ấy. Có, chị cứ xuống cái thùng rác em bỏ ngay chỗ đầu cốc ấy. Hai cái thùng đó là bây giờ chai nhựa là đầy rồi. Rồi chị xuống ăn, à, em đã gói cái ly lông của chị đổ ra thì lót cái ly lông lại cho em nhá. Tức là trong cái thùng này em có phủ ly lông rồi. Chị lấy cái đó chị đổ vào trong cái bì này xong là chị lại lót lại cho em nhá. Cho nó sạch sẽ. Đúng rồi, anh đẩy lùi cái xe ra một tí. Đẩy lùi cái xe tí xong được rửa cái bánh cái viết cho nó sạch chứ không mai nó két là chết. Đây là anh này làm mà anh làm công đức ở đây rất là lâu, công quả ở đây rất là lâu rồi. Tạo điều kiện giúp gia đình cũng như là. Đấy. Đúng rồi, anh đẩy dịch cái xe qua xong nào cho em nó gõ cái. Nãy có cho mỡ bò vào đây không anh? Cho tí mỡ bò vào cho nó trơn chu. Dạ.
rất tốt. Em ở đâu tới? Dạ. Em ở đâu tới? À, đi cùng anh Ánh à? Con trai anh Ánh à? À, à tốt. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cũng như các cô các chú các bác đã xem hết video của Dâu. Thì trên kênh của Dâu thì Dâu cũng có bán một số các mặt hàng sản phẩm như là mật ong. Mật ong thì gồm có 4 loại như là mật ong khoái, mật ong ruồi, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Mỗi loại một giá, mình có ghim số điện thoại ở dưới. Các bạn mà mua cũng như các cô các chú các bác mà mua thì liên hệ trực tiếp cho Dâu nhé. Mật ong này thì gồm có thêm một sản phẩm nữa mà Dâu muốn giới thiệu tới cô chú anh chị mình, đó là tinh bột nghệ. Tinh bột nghệ này thì như Dâu cũng hay dùng vào một buổi sáng là pha một thìa mật ong và hai thìa tinh bột nghệ này, quậy với nước ấm uống rất là tốt cho dạ dày vào buổi sáng. Ngoài những sản phẩm trên thì Dâu gồm có thêm cho các bạn và các bác các cô chú nhà mình một sản phẩm, đó là hạt điều rang muối. Hạt điều rang muối thì có hai loại luôn nhé. Và giá cả thì mình cũng ghim trên màn hình, các bác cứ gọi theo số điện thoại đó. Song song với những sản phẩm, mình còn có thêm sản phẩm đó là trà lá ổi giúp giảm cân. À, thành phần gồm có là lá ổi, lá sen, hạt gạo nứt. Công dụng của nó là giảm cân này, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bác nào bị tiểu đường, đấy, mỡ máu cao. Ngoài ra Lâm còn có một số sản phẩm như là cà phê này. Cà phê là cà phê nhà rang xay, hàng nguyên chất. Một bì như này là đóng 5 lạng. Và đây nữa là sản phẩm tiếp theo là sản phẩm chè dây. Chè dây thì 100% nguyên chất là dùng 20 đến 30 gram chè dây khô cho vào một ấm nước đấy, các bác đun uống hàng ngày. Có một cái công dụng là giúp thanh nhiệt cơ thể này, giải độc này, hỗ trợ viêm loét dạ dày, hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, giảm stress, giảm cân, rất là tốt cho các bác lớn tuổi đấy. Bác nào mà mua thì cũng liên hệ vào số điện thoại cháu đã gắn ở dưới màn hình. Qua đây cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú cũng như các bác trong thời gian vừa qua cũng có mua ủng hộ cho Lâm rất là nhiều, thì cũng trích một phần cái tiền ở mua hàng để đi làm từ thiện. Qua đây cũng xin cảm ơn các cô các chú các bác và các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú các bác vào những video tiếp theo. Bye bye.